nhà hát ca mối nhạc dân gian miền Bắc vô cùng tự hào được tham gia chương trình nghệ thuật Mùa Xuân Bình Nhưỡng. Chúng tôi coi đây là một sự kiện đặc biệt, là cầu nối hữu nghị của Đảng và nhân dân hai nước. Là người đứng đầu đơn vị, chúng tôi hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ mang đến một màu sắc nghệ thuật tươi mới, đậm chất dân gian và tình cảm của nhân dân Việt Nam gửi tới nhân dân Triều Tiên và Đảng Lao động Triều Tiên. Chúng tôi xin chúc cho Liên hoan nghệ thuật Mùa Xuân Bình Nhưỡng thành công tốt đẹp.